Trời đất quỷ thần ơi. Tôi biết lắm mà, sẽ có hờ hèn đi trong này mà. Vâng, chào tất cả các bạn. Không biết các bạn có nhận ra rằng Thiếp đang mặc bộ quần áo gì không ạ? Một bộ quần áo phải gọi là rất là liên quan chặt chẽ mật thiết đến chủ đề ngày hôm nay. Và nhìn đây thì các bạn cũng chắc là đoán được chủ đề ngày hôm nay sẽ liên quan đến bánh mì, và đặc biệt là bánh mì truyền thống của Việt Nam trong mắt người nước ngoài. Và hôm nay thì khách mời của Thiếp sẽ là một cô gái người nước ngoài cực kỳ là xinh đẹp. À, đó là ai thì let's find out. Yeah. Bánh mì 5.000 một ổ. Để đây, coi có đẹp không? Quá vậy, người ta bán 2.000. Lovely, really girl. Can I sit here? Yes, you may. You better. Oh my god. Can I have an interview with you about bread, Vietnamese bread? Bánh mì hả? Ôi, bạn nói tiếng Việt hả? Dạ, bạn biết nói tiếng Việt nhưng mà chưa biết nói rắn hả? Hôm nào thì Thiếp sẽ dạy cho bạn. Ok. Bạn đã bao giờ thử ăn bánh mì Việt Nam chưa? Ăn nhiều lần nhưng mà không ăn cái này hả? Nghĩa là bạn ăn rồi nhưng mà bạn chưa ăn thử cái này. Dạ đúng. Có thể bạn ăn bánh mì Việt Nam nào? Em biết bánh mì nướng. À, là bạn đã từng ăn bánh mì nướng rồi. Đây không phải là bánh mì nướng, đây là bánh mì chưa nướng. Nani? Chưa nướng hả? Yes. Ok, với nhau nướng rồi mà. So, do you like it? Bạn có thích bánh mì Việt Nam không? Thích. Bánh mì ốp lá buổi sáng hả? Ok, thế thì hôm nay Thiếp sẽ dẫn bạn đi ăn bánh mì mà từ truyền thống cho đến hiện đại. Wow. Ok, let's find out. Em có vui quá. Chào cô. Chào xin giới thiệu với cô. Bạn tên là Thiếp. Bạn chào cô. Bạn của con. Bạn tên là Linh. Con tên là Linh. Có thể thấy là bạn là người nước ngoài thì hôm nay con muốn dẫn bạn đến đây để tìm hiểu thêm về bánh mì của Việt Nam. Và tại vì con được biết là quán của cô đã hoạt động rất là lâu rồi. 40 năm. 42 năm. 42 năm. Bán lơ nhiều hơn cái số tuổi mình luôn á. 42 năm. Pate với bơ là nhà cô tự chế biến hết. Em có muốn anh thử không? Dạ, chị. Tôi sang à, quá nhìn nó ngà ghê, ngon quá nha. Trời ơi, nhìn là béo ngậy hả? Để chị làm thử cho em. Oh my god. Chú có thể cho con hỏi là tại sao chú lại chọn bánh mì ở đây không ạ? Nó rất là ngon. Chỉ đơn giản vì nó ngon đúng không chú? Đúng rồi, chỉ đơn giản vì nó ngon thôi mà. Mà chú ăn ở đây bao lâu rồi ạ? Khoảng trên chục năm rồi. Thì chú thích nhất món gì ở đây ạ? Bánh mì với pate của người Việt Nam. Ồ, ở đây cô lại nhiều pate hả? Ngày xưa là cô bán ở bên kia. Dạ. Nhưng mà cô bán ngoài đường. Xong rồi sau 20 năm sau là nhà cô mua nhà này. Nhưng mà con thắc mắc là làm thế nào mà có thể duy trì được tận 42 năm mà không bị thất truyền ấy. Tại vì cô bán từ năm cô 18 tuổi tới bây giờ. Lúc nào khách, cái số lượng khách cũng vẫn vậy. 18 tuổi hả? 18 tuổi, bây giờ là 62 tuổi rồi, 61 tuổi. Wow. Bán từ năm 18 tuổi. Cô làm bánh mì giỏi quá à. Đó, đây là mời con. Cảm ơn cô. Cheers, 1, 2, 3. Không thể ăn kiêng nổi nữa rồi. Con gái quá ngon à. Ngon tuyệt vời. Công việc cô nói là pate là món mà bán đắt khách nhất. Nó cũng là món mà cô tự làm. Đang đau bụng. Công việc là ăn rất là ngon, nó có vị rất là khác với pate. Ngon, thơm lắm chị. Pate này xuất sắc, ngon. 35.000 ổ, xứng đáng một tiền. About this banh mi stand. Yeah. Do you come here often? Yeah, we come here a lot every time we're here. Really? Yeah. So you live here? We go back and forth to America, but yeah, it's the best banh mi around. It's really good. The best one? Yeah, the best one, definitely. Okay. The sandwiches in America are not anywhere near that good. Better? So. Oh, better yeah. Than yeah, yeah, yeah. Better than America. Okay. Thanks a lot. Okay. Have a nice day. Okay. Làm sao mà người Mỹ còn biết tới nơi này ghê vậy?
Con chào cô. Con chào cô. Chào em. Con tên là Chiap, MC của chương trình du lịch kỳ thú. Và hôm nay bọn con làm một chủ đề đó là bánh mì Việt Nam trong mắt người nước ngoài. Thì cô có thể giới thiệu qua về quán của mình được không ạ? Nói chung quán của cô là thành lập hồi từ lúc ngoài 30 năm rồi. Trong cái quá trình như vậy á, dạ, thì nó từ bước đi lên. Nó từ bước đi lên chứ không phải là lúc này mới là nổi tiếng. Ở đây là cô tự hào nhất là về cái món pate và bơ với lại cái món thịt heo. Dạ. Thì những món đó đó nó thể làm cho người ta dùng á, người ta cảm nhận được và người ta có hương thơm nó ngày ngày ở trong đó. Nhưng mà cái ngày ngày đó nó không làm cho người ta cảm thấy ngán, mà người ta cảm thấy là khách người ta có thể đến dùng lại một lần nữa và nhiều lần nữa, và có thể giới thiệu cho người khác cùng tham dự vào. Cái bánh mì mà cô được phải làm nhiều nhất, người ta order cô nhiều nhất là order khách thường dùng á là bánh mì đầy đủ, nó đầy đủ là nó gồm có nè đó, những đó nó xếp lên như vậy đó đó, cái đó cái gì cũng có ngon quá à. Trời ơi, cổ làm kìa, cổ làm kìa. Okay. Đẹp. Wow. Nhìn nhiều chua. Anh nhìn nhiều nhiều đồ ghê ta. Ok, let's try it. Cheers. With the paper. Mình thắc mắc làm sao phải cắn được cái miếng bánh mì bự dữ vậy? Ngon ghê luôn ý. Thịt rất là ngon và bánh mì rất là giòn. Mặc dù là có rất là nhiều loại thịt ở đây, nhưng mà lúc mà chép cắn cùng một lúc ấy, tất cả mọi loại thịt đều quyện vào với nhau ấy. Đúng như cô nói, cái nước sốt của cô thực sự rất là đặc biệt. Bây giờ thì chị Up sẽ dẫn Linh đến một quán bánh mì phải nói là cực kỳ nổi tiếng. Xin chào anh. Xin giới thiệu, em là chị Up. Bạn tên là Linh. Khi mà em biết là anh Kiu mở quán này thì ngay lập tức là em đã đi ăn thử rồi. Nhưng mà vì nó rất là ngon nên là hôm nay em đã dẫn bạn Linh đến đây để mà ăn thử. Thì Linh có thể hiểu hơn về bánh mì Việt Nam. Ok, anh rất là sẵn sàng. Dạ. Trước tiên, lý do vì sao mà anh muốn mở quán bánh mì như này? Đấy là mong ước của anh từ rất là lâu rồi. Hồi mà anh 15, 16 tuổi thì anh có đi làm ở McDonald's. Anh đi làm ở đó khoảng 5 năm. Thì mình cũng nhận thấy một điều là tại sao mà burger rất là nổi tiếng và cái văn hóa burger khắp mọi nơi, mà cái bánh mì Việt Nam mình theo anh thấy thì nó có cái gì đó sẽ tốt cho sức khỏe hơn một chút và nó ngon hơn theo anh, và nó là một cái gì đấy quê hương nữa. Thì anh cũng nghĩ là tại sao mình không thử áp dụng những gì mình được học vào với lại bánh mì của Việt Nam. Cảm ơn. Chúc chị ngon miệng. Cái này là của em hả? Dạ, đúng rồi, của em á. You guys have been speaking so long, I've been waiting for this. Oh. Oh. You know, I'm so in love with that sound. Crispy. Mm-hmm. Rất là giòn, vì bánh của anh mỗi một khi trước kia đưa cho khách ấy, thì bọn anh có nướng lại. Dạ. À, đấy là thơm hả? Dạ. Rất là thơm. Thơm. Yeah. Rất là thơm vì tất cả các cái loại này bọn anh đều chuẩn bị sau đó làm cho khách, chuẩn bị làm cho khách chứ không để trước. Em làm cho anh tự dưng cũng muốn làm một ổ. Quá ngon. Em mà sốt quá ngon. Trời, đây là chả cá mà mới ăn. Oh, I like the chả cá. I really like the chả cá. Thì em sẽ ăn thử nhá. That's good, Linh. Oh, sorry, I have got gloves on. Thôi, xin lỗi cân nặng của tôi. Tôi sẽ ăn tiếp. Ngon quá, có thám tử thôi. Những gì thì em có thể mang cho mỗi người một miếng về, nhưng mà xin lỗi em không có đâu. How do you feel about today? It shows hot. I really like the different bánh mì that we tried. Yeah. Em có quá vui biết nhiều hơn about bánh mì của Việt Nam. Và em đang biết mua bánh mì đặc biệt ở đâu. Và em đang biết đặc biệt là cái gì ở Việt Nam. Quê của Linh cũng có bánh mì giống người Việt Nam. So em nghĩ là tốt hơn mà. Việt Nam tốt hơn. Nên là mọi người ơi, hãy cùng nhau thưởng thức bánh mì mỗi ngày nhá.
Enjoy it. See you. Bye bye. Bye bye. Cũng hay, nhưng mà cái câu kết của Thiếp hơi kỳ. Hãy cùng nhau ăn bánh mì mỗi ngày. Trời, ăn bánh mì trời, ăn nửa bụng luôn hả trời. Hay ăn bánh mì lúc thèm hay là cái gì đó thì đúng nó... rồi. Ừ. Lâu lâu các bạn đừng quên một món ăn truyền thống của Việt Nam là món bánh mì. Ví dụ vậy. Bà Linh bà xinh quá à. Em ôi thằng ấy nhưng mà ngon khoan, nhưng mà thật ra là có bánh mì mà sao có thực khách là ăn mỗi ngày đó. Có chú gì nãy phỏng vấn chú bảo là 10 năm à, 10 năm người ta chia ra ý là người ta ăn bánh mì này ở đây đã được 10 năm rồi chứ không phải trong 10 năm ngày nào có tôi ăn bánh mì được mà đặc biệt là anh thấy không, anh thấy cái chú Tây chú người Mỹ mua bánh mì và kêu là bánh mì Mỹ không ngon bằng bánh mì Việt Nam. Đúng sao không? Bằng được. Các tôi Linh, cũng công nhận. Cháu Linh cũng thế, Linh là ở Nam Phi mà Linh cũng nói là ở bánh mì ở Nam Phi không thể ngon bằng bánh mì Việt Nam. Đúng, tôi đồng ý là bánh mì truyền thống của Việt Nam mà bơ với lại là pate với lại là cá lụa hoặc là trà bông cũng được ha. Cá mòi cũng ngon. Ngon quá. Chứ còn thật sự luôn, tại vì bánh mì mà kiểu thức ăn nhanh mà của nước ngoài là tôi không bao giờ ăn được nhiều, ngay cả hamburger tôi cũng không ăn được. Đó, bánh mì giống em á. Hamburger cũng ăn không được mà bánh mì ăn được. Bánh mì Việt Nam số 1, số 1.